rơi bao chiều lá vàng, nhiều mong biết ở nơi nào không có làng nào trông như lá rêu bông. Hơi rêu bông ơi, hơi rêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sông, vì mai người ta đã đi lấy trường. Bạn hát đi một bài đi, bạn hát tặng ba con một bài đi, bài về Hà Tĩnh đi. Hà Tĩnh nhá. Quyết hôm qua nấu ăn ngon quá. Dạ em cũng chả biết nấu ăn đâu, nhưng mà cố gắng học nấu ăn gì ạ, để nấu cho anh em ăn đấy. Hôm nay cũng nấu ăn ngon mọi người ạ, ngày mai mọi người vào kênh hôm nay sẽ... Hôm nay nấu ăn ở tên một huyền thoại của Tony Quý nhá. Chào Nguyễn Hiểu Nhân, chào Bảo Khánh, chào Diều Cọt. Hello, hello. Bài đấy, là bài bài đầu bốn, bài hát được cái bài đấy đi, tình đất đấy. À. Bài này có bài gì tặng 20 tháng 10 chị em nhỉ? Có bài gì vui vui này? Tăng Phú. Tăng Phú. Tăng Phú. Hát bài tặng Tăng Phú tặng em đã quên một dòng sống buồn lắm. Em đã quên một dòng sống của Lâm Hung vậy nhỉ? Buồn lắm. Em đã quên một dòng sống à? Em. Nghe lá rơi vàng trên đúng không? Đúng đấy, em đã quên một dòng sống là bài của Lâm Hung ngày xưa đấy. Phải không? Trời ơi, đừng có hát nhạc buồn nữa. Đấy. Em đã quên một dòng sống. Cũng nhiều nữa. Lâm lắm đấy, hát bài này. Quý hát bài gì hát đấy, hát một bài. Ngoài 30 nữa, khát bài ngoài 30 hay? Ngoài 30 à? À, ngoài 30 đi, ngoài 30 đi nhá. Bốn nói bồ quyệt hát hay mạnh. Ok, dừng mạnh nhá. Em có về quê mẹ của anh. Hát nhạc Tuấn Hưng đi em. Úi giời ơi, non cực nhạc. Hát một vài bài này để đi... Chuẩn bị đi nấu ăn thôi, phải đi nấu ăn. Nấu ăn thôi à. Khổ thế, đi làm về phải nấu ăn thôi. Đi làm về tránh thủ, hôm nay về sớm thứ bảy, về sớm với anh em lên lái giao lưu với mọi người một hồi. Nhưng lối đi bỏ đâu còn đường cho em.
Tìm điện thoại mình hai ngày bần mà người nhá, không có video. Ngày mai có video. Ngày mai có video mới nhá. Có video. Cảm ơn Đan Linh Chi nhá. Ngày mai 12 giờ 6 giờ 6 giờ tối mọi người đón xem quay trở lại với kênh Tìm điện thoại nhá. Thứ 6 thứ 7 mình bần việc công trình, không đi quay được. Nói chuyện tí đi mọi người ơi, khản hết giọng rồi. Phân xa xử xì tẹp để bốc phẹt tí cho nó đỡ chứ không hạt nhiều mày lắm. Để bốc phẹt tí đi, nổ tí đi. Chào bang chủ cái bang, chào bà con bên Hàn Quốc nhá. Anh em Haseo Linh Philip có đưa dưa về rồi, anh em đưa hai quả to tướng. Gió rô pun anh em Haseo Opa à, chín cha này sợ yo. Lối chưa, lối đang đi chơi mà chưa về luôn. Kéo lưỡng trung kéo view đi đâu nhỉ. Cảm ơn anh Nhấn, Nguyễn Hiểu Nhấn, Lê Linh. Cảm ơn. Ok, xì tẹp. Cái hạt máy bay cao ạ. Đinh Vương, Trần Linh Chi. Trần Linh Chi, ngủ chứ nào? 10 giờ đang... Quyệt ngắm được cô Angola nào chưa? Úi giời, muôn thủ, muôn thủ. Anh chúc mừng Phạm Quang Linh chưa ạ? Chúc rồi, chúc từ hôm qua đến giờ. Say ngất ngây còn chưa tỉnh này. Anh Quyệt thật thái hơn anh Tiến rồi. Anh Tiến ngay xưa anh bay cho hạt đấy chứ. Tiến người đó. Tiến người đó. Anh Quyệt giống bạn em đang làm bên Nhật thế. Lại giống bạn bên Nhật nữa. Mình sao giống nhiều người thế nhỉ? Người bảo giống, người thì nói là giống Bảo này. Người thì bảo là giống Công Giáp này. Các anh muốn làm dấu sự nghề Triều Triều. Triều Triều vẫn được lấy chồng chứ nhỉ? Cô Đông vẫn được lấy chồng chứ nhỉ? Vẫn được lấy. Chú Quý bạn sao nhiều người? Chú Quý chứ. Giống Giáp này lại vào giống Giáp nè. Em tưởng bạn ý bỏ Nhật sang châu Phi cơ. Ngày xưa mình ở đi Hàn nhé, không đi Nhật đâu nhé. Anh Quyết biến tưởng thì lập kênh rồi giúp bạn mới. Chờ đi hỗ trợ anh em là đủ để giúp đỡ được mọi người ạ. À. Chứ bây giờ mà mở ra nữa là không giúp được nhiều đâu. Chứ phải dồn vào tập trung một hai nơi để làm thôi mọi người ạ. Nói chung giờ mà mở thêm kênh thì là... phải có kinh phí các bạn. Vừa kinh phí này. Vừa nói chung để là... mà nói để làm được lên để mà duy trì được khó lắm. Khó lắm. Cho nên là lắm. Tạm thời là đi hỗ trợ anh em. Đúng rồi. Anh quay chỉ nhiều cho em giờ xem. Mở một cái kênh ra không phải đơn giản không ạ. Anh mấy năm sau nữa mới sáng, khi nào về thì mới sáng chơi thôi. Sao anh nói em là cô Đông? Anh thấy đôi cái mũ của cô Đông nhá. Ừ, hát đi, hát đi. Vì con, đúng rồi. Bài này, bài này cũng có bản quyền đấy. Bài này bản quyền của Quang Linh đấy. Vì con. Bản quyền này thôi chứ.